chào mọi người đến với Sài Gòn đầy nắng. Hôm nay ngày 5 tháng 5 thì mình sẽ chia sẻ những cái một cái video về một cái văn hóa của người Sài Gòn. Đó là cái tục cúng ngày 5 tháng 5. Nơi mình đứng đây là chợ xóm Củi ở quận 8, một cái trong những nơi mà giao thoa giữa các cái dân tộc là người Hoa và người Việt ở khu vực quận 8, quận 5 và Bình Chánh nha quý vị các bạn. Rồi mời quý các bạn cùng theo dõi video nha. Đây, hôm nay ngày 5 tháng 5 thì trên đường phố của Sài Gòn á, thì những hình ảnh mà dễ thấy nhất đó là những cái chùm bánh ú tro. Bánh ú tro nha quý các bạn. Và hôm nay là cũng là mùa bơ 034 của Đắk Lắk xuống. Thì trên đường phố Sài Gòn đang ngập tràn đường bơ 034 và vải Hưng Yên, vải thiều. Thì giá hiện tại rất là rẻ, bơ thì 40.000 một ký thôi, còn vải thì khoảng 25.000 một ký. Này mùa trái cây của Việt Nam đang vào chính vụ cho nên là trái cây rất là rẻ. Và ở Sài Gòn thì không thiếu thứ gì. Trái cây miền nhiệt đới thì cũng thiếu thứ gì. Nhưng mà nhiều loại trái cây như cherry của Mỹ là rất là mắc. 70-80.000 một ký là mắc lắm. Đây là cái con đường chính bên hông chợ, rất là đông đông đúc luôn. Đây cái đường bên hông chợ người ta bán rất là nhiều hải sản và rau củ quả nha các bạn. Cô dạ buôn may bán đắt nha cô. Đây là què hột vịt muối, hột vịt cửa, vịt bắc thảo. Khác với cảnh quan ở bên ngoài rất là nhộn nhịp, nhưng bên trong nhà lồng chợ hơi bị vắng nha quý vị các bạn. Đây mình đi vào trong phía trong khu rau củ quả của nhà lồng chợ. Khá nhiều quầy sạp cũng trống bên này, cạnh mua bán ở quầy rau củ quả. Phía sau trung khu này là những quầy bán hành tỏi. Ồ, trong này những quầy sạp thì để làm kho thôi. Mọi người tập trung bán ở ngoài đường hết nha. Đây, trong này. Dạ, năm nay chị mình buôn bán ở trong nhà lồng chợ thì có khá hơn so với mọi năm không chị? Tại hơn. Bán khách giảm so với mỗi năm. Dạ, giảm hả? Xưa thì khách quá chừng đông. Giờ mấy người lớn tuổi rồi. Nghỉ hết trơn. Vắng dữ lắm. Dạ, dạ. Thường thì ai đi vô chợ mua bán trong này nhiều nhất vậy? Người khách trung niên hay là trẻ hay là già? Trẻ cơ bộ hơi ít hơn già lớn tuổi. Mà già lớn tuổi chết. Dạ. Vắng lắm cưng ơi. Dạ, dạ. Hồi trước đây thì mình chợ xóm Củi của mình là cũng nổi tiếng, rất nổi là tiếng, đông, là một cái chợ này cũng là độ mối, nó giáp đúng với rồi, quận 5 phải anh đúng chị? Rồi, đúng rồi. Dạ. Ngày xưa thì có chợ cá đủ cưng. Dạ. Nó hoành tráng lắm. Giờ dạ. Chợ cá đi giờ thành ra nó về Bình Điền hết đó. Dạ, dạ. Nó ít bác. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Chị bán bao nhiêu năm rồi? Mấy năm rồi? Bán 3 đời. Dạ ba đời ạ. Ông ngoại đời má về tới đời chị. Dạ dạ, cảm ơn chị nha. Dạ chúc chị nha, chị nhiều. Rồi tình hình ở phía bên trong nhà lồng chợ nha quý bạn. Hay bây giờ mình đi ra ngoài những cái con đường xung quanh chợ đó, mình thấy cái không khí náo nhiệt. Để mình quay cho các bạn coi về cái
đời sống buôn bán của ngày 5 tháng 5 này nha, những cái tục lệ của người người Việt, người Sài Gòn như thế nào nhé. Cái này là tàu hũ vàng ha, của người người Hoa. Đây là một cái quầy bán tàu hũ chiên, các cái sản phẩm chả chiên rồi. Đây là một cái mâm bánh ú mình bán cho những người mua về cúng mùng 5 tháng 5 nha. Đây là một cái gian hàng bán trái cây, thì măng cục với bồng bon này. Là đây là mùa chín của cái trái bồng bon này. Trái bồng bon này là ở một là ở Lấy Thiêu, Bến Tre, hoặc là bồng bon Thái nha các bạn. Ở đây mình thấy có cherry với lại kiwi, là những sản phẩm, những trái cây nhập nha, giá cũng tương đối mắc. Một giỏ hàng của một bà đi chợ ngày 5 tháng 5 năm 2023. Đó, 2-3 hôm gần đây thì cái loại bánh ú trò này bán rất là nhiều ở chợ. Cái này bán bao nhiêu một sâu vậy con? Một sâu là 10 cái. Dạ, chục 12 cái, 90 ngàn nè. Cái này gọi là bánh ú trò. Đây là những sản phẩm cơm rượu này, để cúng ngày 5 tháng 5. Với mong muốn là ăn cơm rượu là diệt sâu bọ nha. Quầy rau củ quả rất là nhiều sắc màu, chủ yếu là màu xanh nhiệt đới là nhiều, làm chủ đạo nhé. Xe chuối xứ. Chuối này bao nhiêu một nải vậy cô? 1 ký 13 ngàn. Dạ dạ, 12 ngàn. Chuối này ở đâu? Ở xuất xứ Bến Tre. Dạ, chuối Bến Tre nha quý các bạn. Nhìn cái trái nó mập, nó to đó, rất là to nha. To. Chú này là ăn liền luôn nha. Dạ, đây là một cái quầy hoa ha, mọi người đi mua bông về cúng ngày mùng 5 tháng 5 nè. Một mâm cúng ngày mùng 5 tháng 5 là bao gồm bông nè, trái cây, rồi bánh ú. Đây là một cái quầy cơm rượu ở bên chợ Xóm Củi, quận 8. Đây là một cái quầy bán bánh ú tro ở ngay đầu đường phía bên Tùng Thiền Dương, của bên đầu chợ Xóm Củi. Em bán bánh ăn ngon rồi được rồi, em được 2 triệu 8 chục. Lấy răng em lấy không? Lấy chục. 2 chục phải không? 1 chục. Một chục bao nhiêu vậy cô? Ai bán ngày đâu có làm sao đâu em. Dạ, 1 chục 70 anh hai. Dạ, dạ. Ở đây 1 chục 70 nha. Hôm nay ngày mùng 5 rồi, người ta cúng rồi. Này tầm khoảng 10 giờ rồi các bạn. Đây có hai loại bánh, một loại này bánh màu xanh. Loại này bánh đã nấu rồi nha.
bán rất là nhiều loại trái cây luôn, trái vải nè, trái xoài, cam, nhãn, bồng bon. Bán đây lâu chưa cô? Bán lâu rồi em ơi. Bán chỗ này bán nhất đó, te tua rồi em ơi. Te tua à? Cái bánh này nó khác với lại cái bánh này. Bánh lá tre nó nhỏ cái, còn bánh lá dung nó bự cái. À, bánh ít lá tre này thì giá 50, sao? 50. 45 ngàn. Ủa tại sao mình phải nói lên chút xíu để mình giảm xuống cho tạo cho người ta mua? Chỗ này nó có, người ta hay trả giá. Có thói quen hay trả giá hả cô? Nói thiệt, người ta mua, không có gì ta mua. Dạ, dạ. Thách chút xíu. Dạ, dạ. Mua gì ông tôi coi, ông ấy. Dạ. đang đi quay mà cầm không có cái chỗ tay cầm. Ông quay rồi sao quay quả này với bà mạt rồi. Chợ nào nó giờ nó cũng tình trạng bán chậm vậy thôi, mình ra đây mình bán được là nó ngay. Bữa nay có bữa nay ngày qua chứ nay đó. Dạ. Khi mà mình ở đây cái thói quen của người dân của mình á cô là mình cúng ngày mùng 5 tháng 5 là bao gồm cái gì vậy? Những cái thì cái cúng cái... ở trên của quyền rồi đó, cúng trên dạ. Trang Tết nửa năm. Dạ. Anh không ăn Tết hả? À? Thì cúng cái gì á? Cúng bánh ú, bánh trái cây. Bánh ú. Gà vịt rồi đó. Trái cây. Còn cái lá đó là cái gì? Cái lá ta để treo nhà. Lá là để nó treo. Ma vô. Trừ tà đó hả? Trừ tà. Dạ. Còn cái cơm rượu là ai cúng? Không biết hà, không có dành cái vụ đó em ơi. Ông vậy hả? Tôi đi bán ế. Rồi rồi. Trắng quà tao lắm ế mà. Tôi đại với 20 bánh đi, tao vui vui chút coi. Đừng có than, bán là phải vui lên năng lượng vô thì mới đắt được chứ than quá. Bán không được còn bánh cả đống luôn nè, 10 giờ rồi đó, 12 giờ đã hết chợ rồi. À, dạ. Đã cúng hết rồi. Giờ 12 giờ là cúng xong quá hả? Ờ. Dạ, dạ, dạ. Ở kèo tao bán ế chết luôn. Dạ, dạ, dạ. Mua gì thêm không? Đây. Ở ngoài này, ở ngoài này, quầy ở ngoài là có bán lá treo trừ tà phía trước nhà này. Rồi cá bánh nữa. Dạ. Quay hoài rồi mà không mua. Sáng không? Bán cho trục này đi, bán cho trục này đi. Có ảnh có quay lên TV rồi, chợ này. Có quay lên rồi mà. Vừa rồi là cái video mình ghi lại cái cảnh chợ Sóng Củi ở quận 8 nha. Trước đây, cách đây khoảng hơn 10 năm trước, chợ này rất là đông vui luôn. Mà khi mà có cái chợ cá ở phía sau cái bờ kênh á, cái bờ rạch phía sau á, là chợ rất là đông vui luôn. Nhưng mà cũng gần những năm gần đây á, thì mọi thứ nó chậm lại. Tiểu thương thì ra đường bán rất là nhiều nè. Đó thì trong chợ thì cảnh các bạn thấy cảnh liều hiu nha. Dạ. Và tình trạng chung thì chợ nào nó cũng vậy, ở phía trong nhà lòng chợ thì nó vẫn vắng, nhưng mà ở ngoài đường là nó đông đúc, bởi vì ngoài đường này ta tiện mua bán dừng xe lại hơn. Đó thì chia sẻ với quý các bạn một vài cái cảnh nhân ngày mùng 5 tháng 5, ngày Tết giữa năm, Tết Đoan Ngọ. Chào quý các bạn. Rồi, xin chào quý các bạn rất là nhiều. Yeah. Bye bye.